Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì nay gãy cái hầm ở nhà cả nhà ơi. Hầm nuôi cá thác lát. À, của ông Hoành. Thì nay công đoàn người ta tới sáng giờ. Giờ đợi người tới để mà xuống lưới thôi cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng đón xem anh em mình hôm nay gặn hầm cá thác lát cường nha. Cả nhà cũng đừng quên đăng ký để ủng hộ anh em mình cả nhà ơi. Xin mời cả nhà xem cách thì theo như phong tục ở miền Tây thì trước khi làm công việc thì lớn thì hầu như thì cái này thì cũng có hết đó cả nhà ơi. Hôm nay thì cũng có cúng đất đai ông bà hút mà không ở đây cái đàn heo chúng ngồi chúng giá trước khi xuất hầm cả nhà ơi. Lưới chưa xuống cũng xong cái mới xuống lưới nha. Còn mẹ thì hơi giá cũng mới về tới. Này thì cái đầu heo. Làm ơi tới ở ngoài hả? Giờ thì mấy anh em bên công đoàn thì cũng tới đông rồi cả nhà ơi. Giờ thì mấy anh cũng đang chuẩn bị xả lưới. Cả nhà ơi, bây giờ anh em đang giờ thấy lưới rồi. Quay phim anh em ơi. YouTube anh em ơi, làm YouTube anh em ơi. Tôi game coi. Đang thấy lưới. Lưới lặn lạp. Chào, chuẩn bị cách lưới luôn à. Quay phim anh em ơi. Các bạn anh em ơi. Mấy anh em ơi. Rồi cái hầm nha cả nhà. Đi cho mày phải rồi mà nói mà còn cãi. YouTube cũng quay. Cho mày chịu mà nói cho yếu chứ trời. Ừ ôi trời. Vậy yếu không nè. Ừ. Là yếu vậy. Ừ. Anh em đang gách lưới nha cả nhà. Mày á. Nhẹo vô. Anh mà có nói gì đâu, giá gì vậy? Giá cho nó biết gì không là đóng tiền học phí. Giờ thì mấy anh này cũng đang xả lưới xuống cả nhà ơi. Bên đó thì có mấy anh đang cúc gai kéo qua. Con mình đang chào nghe cả nhà. Con mình đang chào nha. Thì lưới thì bên đây sẽ kéo dài qua bên đó. Thì cái máy bơm chạy chắc có lẽ cũng hơi ồn mà cả nhà thông cảm giùm cả nhà. Một tay lưới mà 5 người kéo cả nhà ơi. Có một anh ở dưới nước, anh này để dựng lưới để cho mấy anh kia kéo. Giờ mấy anh sẽ rút lưới đi qua dài dài dài. Đó
mình đó để xả lưới ra. Giờ anh em đang rút lưới bên kia qua nha cả nhà. Bên đó rút lưới qua bên đây cả nhà. Mấy anh này bắt cá với mình đây. Mấy anh lặn ra thôi. Đóng luôn lưới giờ cũng sắp qua cả nhà ơi. Anh em là trên bờ kéo nè. Lưới qua đây bắt cá bên trên này cả nhà, ngay chỗ con lưới lưới làng. Anh yêu lớn mấy anh cao quá trời ca. Thì ở đây thì có mấy anh đi rút cái lưới này vô cả nhà ơi. Đó. Ông anh này thì đang đè cái viền lưới này để mà đừng có cho nó ở cái viền chì lên. Cá thì nó vô tùng hết rồi cả nhà. Cá thì giờ vô tùng hết trơn rồi vậy nè. Mấy anh em ở bên trung đoàn này cũng đông lắm mấy anh ơi. Anh cũng đang kéo vậy nè. Quay đây. Nè. Mà sao làm vậy rồi? Ông anh anh vào cả nhà cả nhà ơi. Ông anh này lại rồi nha. Cá quá vui luôn mày ơi. Anh ba thì cũng đang đứng tiếp dưới đó cả nhà ơi. Thì lưới giờ cũng vô tới mé hết rồi. Lưới giờ cũng vô tới mé luôn nha. Ở đây đang gom lại đụng nhau rồi nè.
luôn hết lưới rồi. Rồi cả nhà có thương anh em mình đó thì đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình cả nhà ơi. Đó, lưới vô hết rồi đó, đó. Anh lên cầm cái hết luôn rồi. Giờ này thì cá cũng vô lưới hết rồi. Rồi. Nắm ở đó chờ nó hở chờ cá nó lọc cho nó chung ra. Đi vô nó không lọc. 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 Ở đây thì mấy anh này dùng cái sọt kéo vậy đó cả nhà ơi. Mấy anh này dùng cái sọt xúc cho tới đầu hai người kéo lên. Kéo lên là một người chuyện đây. Anh Tư ơi, anh Tư ơi. Mày dính kìa anh Tư, mày dính kìa. Bên kia kìa, bự kìa, mày dính bự hết kìa. Đây thì mấy anh em nữa đây cái này cái đi cái nhỏ tệ. Không ăn. Sao anh? Mặn với con mình mọc đi đi. Lái đi. Cái này mới gặp không? Chị sao cái vậy? Cái là bì lớn mày. Kim mấy mày? Ký à? Hàm ý anh Thông thì đứng lựa cá cả nhà ơi. Đó. Rồi đợt cũng đứng kế bên luôn nha. Che cậu lắm à. Mấy anh là mấy anh này cũng truyền cái sọt cho nó cả nhà. Đó, xúc lên. Bắt đầu bắt gánh rồi làm gì đó. Bỏ vô đây. Đây lên đây thì mấy chị mấy anh đồ lựa ở đây. Đồng nó tròn vinh nè. Ai đi cá chơi đi. Anh này đang xúc lên nè cả nhà ơi. Con bắt đầu truyền lên về đây. À, đưa lên đây. Đây thì có một anh cần rồi anh sẽ bỏ cho bao. Cá mì dinh đồ cá lứt đổ nước vô thau đi cho xem xét đi.
không á, ta đi cầu không được, cái điện rồi đó nó đi cầu được chỉ nó đóng cửa xong cái nó bây giờ nó ối rồi xong rồi nó vô trong nhà rồi cái bà ối là được. Cá trong tay lưới này còn cũng nhiều lắm nha cả nhà. Tí xíu nữa thì ở đằng đó đó, phía ở đằng đó đó, người ta sẽ lùa là dài ra đằng này. À, mình ở miền Tây thì kêu bằng là gạn đó cả nhà. Gạn cho cá nó dồn lại một chỗ để dễ bắt cá, nó gom lại. À, ông chú này thì đang cầm lưới vậy nè. Để tí xíu nữa gạn lại. Bây giờ thì ông chú này cũng đang lùa lưới là đắng để cho cá nó dồn lại đằng kia luôn cả nhà ơi. Đó, ông chú cũng đang đứng dưới đó đó. Đây là giai đoạn này thì mình kêu bằng là gạn lưới nha, để dồn cá lên đằng kia. Mình ở đây thì kêu bằng là gạn lưới. Cá sạc cũng có, nó gầu mệt không nhiều cô tư ơi. Không nhiều, không bằng rồi. Dạ, không nhiều. Ôi, cá lóc. Cá lóc nó gà, cá lóc nó gà, cá lóc bành kia nha. Cá lóc bành kia nha. Ơi. Cá ác bự nhiều lắm, cá ác bự nhiều lắm. Xuống bắt anh Tư, xuống bắt cá ác đó anh Tư, xuống bắt cá ác đó anh Tư. Xuống bắt cá ác đó cái này. Gọng đi. Đây là cái gạn lưới thứ hai nha cả nhà. Cái cốc còn 2-3 con lận. Cái cốc cảnh sao rồi, cái cốc cảnh sao. Cảnh sao rồi, néo qua cảnh sao rồi. Néo qua bên, đi sập vào đầu xuống như đó. Anh Tư coi chạy cá nhạn nha anh Tư. Mở sợi dây vô kìa. Mê cá quá, quên luôn. Đồng quá. Đồng, bên này đồng. Đồng dữ lắm, đồng luôn nha cả nhà. Đồng lắm nha. Đó. Đông lắm. Thì anh em đông cả này nè cả nhà ơi. Vừa ở nhà vừa vừa trong đoàn của anh em kéo cá lưới nữa. Cũng đông ạ, mấy chục người lận. Đủ rồi cho thôi dịch nè rồi. Dịch nè cái mà. Lộn vô, lộn gà đó má. Đó rồi đó, cái má cây tày sao kéo. Ừ. Xuống đi chứ sao vậy, chạy lắm đi. Cá sạc. Cá sạc bành kia. Sạc thử lắm cả nhà. Đó, xuống một cậu. Mà anh này cũng làm tài xế xe để trái cá nha cả nhà. Đây cũng mang công đồ anh em bóp giá. Thì anh này ảnh chờ chiến đổ xe cái 5-7 bao gì đó ảnh mới chạy đi cả nhà ơi. Mỗi một xe như vậy thì chắc cũng phải 80 kg gì đó.
À, giờ thì anh chuẩn bị anh đầy xe anh chạy. Giờ này thì anh ba anh cũng đang mò mấy con cá nó bị ngập nha, với ông chú nè. Cậu hứng dữ hay dữ cậu. Đây là cậu năm nha, cậu ruột. Cậu ở quê lên hộ anh em mình cả nhà ơi. Cậu quay mặt qua đây cậu. Đây là cậu năm. Cậu năm thì cũng mới lên tới hồi tối để phụ tiếp anh em. Giờ trời mưa luôn cả nhà ơi. Anh em cũng gắng làm cho xong luôn. Mưa quá mưa rồi. Mưa lớn luôn. Âm thanh có hơi ồn thì cả nhà thông cảm nha. Bây giờ thì mưa lớn quá trời lớn rồi cả nhà ơi. Tạm thời thì chắc là cũng ngưng kéo cá luôn rồi. Mưa lớn quá. Bây giờ thì mưa quá không làm được. Bây giờ dọn ra để cho anh em trong đoàn ăn cả nhà ơi. Thì bữa nay thì được món đơn giản canh với heo làm nổi với thịt heo và một quả kho. Đây thì món cá lóc chiên nữa cả nhà ơi. Đây đây kiếm mai bà chủ. Đây là món cá lóc chiên nữa. Anh ơi, anh ơi, thật anh đây em. Giờ này gia đình thấy luôn rồi. Đây đây đây. Đây là bước lên. Anh đứng kì xong mà lên giữ thằng anh Tư. Anh ở Cần Thơ em qua đây anh làm anh nuôi nha. Ừ. Từ Cần Thơ chạy qua đây. Nhà ngay chỗ bệnh viện tim mạch đột quỵ nha. Mấy anh em trong đoàn thì chúng tập trung tới đây để ăn cơm luôn cả nhà ơi. Mấy anh ơi, tự xử nha. Mấy anh có bụng rồi, đầu mấy anh rồi cả nhà ơi. Đông vô quá. Ai bớt cái gì trả lại để làm anh nữa. Là mấy anh ơi làm lấy gai thôi mấy anh ơi. Đây. Đồng vô cả nhà.
mưa quá mưa. Còn ai không anh Đào? Mấy anh thì quá đông luôn. Món gì ạ? Món nào món gì ạ? Chúc mấy anh ngon miệng nha. Rồi, ăn đi. Anh em làm lưới ăn trước đi rồi anh em tôi ăn sau. Ừ. Mấy anh em ai có nói lắm. Ngồi đây cho ai nó ngồi thứ ơi ông nhân đậu. Thứ ơi ông bà. Dạ ba rồi rồi. Cơm chú ơi. Cơm chú. 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 Bác em 3 công ký mà đường này xe ra phải được nữa, bác em vô à. Má, mẹ vô liền nè. Được đi. Mày làm sao mà. Mấy anh nói, nào cũng vui mấy anh ăn cơm cũng cho lại tôi xém muối ớt thôi. Đây 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 là anh Tư ở Cần Thơ nha. Anh Tư ở ngay trên mạch đột quỵ mày nói cho nó rõ ràng ra. Để ai bị lời lợi đằng đó là gặp anh Tư. Trời Phật ơi. Đằng đó gặp tôi bắn nước chứ chạy chạy. Anh Tư nói học nó cái không ai dám lại. Ai. Ê, anh Tư ơi, muốn chết luôn gì đó. Anh nói bán cà phê thôi chứ không có bán nước nha. Ừ. Bán cà phê, bán nước ngọt rồi, bán nước à. Ừ. Bán nước uống lắm mà. Đây thì anh Lâm cũng ở Cần Thơ cả nhà. Chào cả nhà. Đây là ông Đực. Ông Đực thì cả nhà biết rồi. Giờ này nó khô gáo. Mà đang qua phim được có giơ hai cái tay lên chạy. Giơ hai cái tay lên rồi cái hồi nó dở lên. Cái đường này dính nó hở. Đang quay phim mà. đi qua Cần Thơ bên đó thì hôm đó này gặp mấy anh em cũng vui lắm cả nhà ơi. Nhất là anh Tư ở chú quán nè. nói anh Tư ở tim mạch là chắc người ta hiểu. Chủ anh Tư về quê mình chơi luôn. Mấy anh ăn cơm tự nhiên nha mấy anh. Chưa mấy chú nha. Ăn cơm tự nhiên nha. Anh kiếm gì? Anh kiếm gì? Lấy ớt giùm ơi, lấy ớt giùm ơi. Lấy ớt giùm ơi. Đây là mình thấy cực khổ nhưng mà vui. Mày ướt chưa mày? Có đồ chưa? Có hả? Có rồi. Mày ướt đồ cho ta? Cái gì vậy?
chạy bánh mua gì cậu ơi. Rồi à, phải ăn xin quay mượn không được, mượn tôi nha. À, mấy anh này mấy anh làm mệt, mấy anh ăn nhiều lắm nha cả nhà. Mấy anh này anh làm mệt, mấy anh ăn nhiều với thằng lắm. Video nãy giờ đâu có 8 tiếng hồ mà anh ăn chưa xong nữa. À, sao vậy anh? Con chỉ nói chơi thôi mày. Sao buông đũa luôn mày? Trời, hoặc là nói có câu một buông đũa trơn trời. Bên đó còn ớt mà. Quý tử quý đang đi quá. Còn đây mâm nữa nha cả nhà. Quay là nói chứ ngồi để bên cành ra cứ quay. Trong đây mâm nữa nha. Và đó sẽ tự nhiên bác ăn cơm mà quá được kiếm ngang trời. Ta tính lấy cái mày quay phim, ta tính lấy cái ngang reo để mất cỡ quá trời ơi. Ủa hồi nãy đâu có cá lóc mà. Tao có làm lá hơn ta đó mày. Mày đâu có ôm nằm mày quay, mày không nói chứ con nhỏ này ngồi trong hõm đó kìa. Món ăn gia đình mày ăn nha mày, tự nhiên nha mày. Mẹ tự nhiên nha mẹ, đừng ngại nha mẹ. Ngại gì đâu. Ờ ăn tự nhiên nha, đừng ngại nha. Mở phê bệnh mày nha Phú. Dạ. Mày vô YouTube mày đừng có cực tiền á. Pha cho sữa ăn bánh mì. Rồi sữa để trong tủ lạnh. Lấy ra pha rồi, cho bà chấm. Rồi phải rồi, không được rồi, không tiêu. Bà kêu thì mua đây thì anh ba cũng đang có ba trở lại là người bếp hả? Trở lại đầu bếp. Món gì hả? Đâu phải cá ép cá cóc kho lạc. Cá ép cái gì cá cóc kho lạc hả? Nói chuyện với món này nữa. Nước dừa. Kho nước dừa luôn. Kho nước dừa mới được chứ. Kho nước dừa luôn. Đây thì làm món này nữa cả nhà ơi. Mỗi bụng ra lộn hai xong rồi mặc vô lại. Này, với anh bà Vũ Vũ bận vô lại. Thôi. Nhiều nước ở đâu? Nhiều cá này để kho lạc cả nhà ơi. À, cá cóc. Đây là món này. Đâu đừng xin cái cho mẹ nha. Ừ. Đúng rồi, này là mấy anh em cậu cháu anh em đồ là món kho lạc ở đây. Chắc có lẽ là hồi nữa chắc cũng có xương xương chơi. Thì đây là tiếng Anh nha. Tiếng Anh bỏ cá vô luôn cả nhà ơi. Có một nồi cá mà bao người nấu dữ ta. Không đủ nước quá tiếng Anh. Thôi nước nha. Hả? Vừa lớn vừa nhỏ vừa mẹ vừa con luôn mà. Không có gì nè. Cái mỏng dẻo hai con mới đi hái được không xuống cả nhà. Ờ ơi tao hỏi mà. Tao rỗi mà đưa cho chị hai. Đưa đây chị tiếp đi. Hái được nhiêu đó hả?
nhiều đây là nhiều nhiều dữ lắm rồi nha. Bông xuống cầu nồng nó dài. Hết biết rồi. Cái tô nước mắm. Bây giờ gửi hai cái ấy mới được. Bước chổng lên hai cái độ đứng chân thôi. Món ngon. Anh cho bên này một cái ly. Với lại ở bên đó để một chai rượu với một cái ly. Mà mình mấy đó gắn chạy em uống được chứ. Này cậu cưng. Đại chế uống được chứ. Cái chú này cũng vậy thằng thân đủ thằng bạn nha. Dạ dạ. Ghét định ghét cái gì? Anh Tư Cần Thơ nha cả nhà. Này anh Tư An Giang ta gặp anh Tư Cần Thơ. Rồi đây anh Tư Cần Thơ. Anh Tư Cần Thơ rót rượu cho anh Tư An Giang. Thì bắt hàm xong thì để đây luôn đi. Cậu cháu anh em rồi cũng có làm xương xương gì thế này. Cậu rồi. Anh em nào còn thơ nữa đâu, mình cứ dân làm sát nè. Tài xế còn thơ nha. Nhà mình còn không? Đi rồi hả? Nhà mình còn không? Bảy ơi. Không có quạt hả? Không, con đang ấy cái này rồi chú ơi. Đồ ăn kéo ra con ơi. Chịu khó hơi đừng nực xíu đi chú ơi. Vậy nè. Đó. Rồi bé ơi. Cái này sao đứng tới? Chạy đi. Thôi ăn chồm đi cho nó. Chừng nào ăn cái kêu bên đây múc. À giấu rồi. Hả? Vô luôn. Bảy cầm quay, bảy chuyện cho người ta. Bên này uống non còn ngủ đây mà mới gì mà đâu có gì. Có đi rồi mà. Đây được không? Đây được con đây nè, đưa qua bên đó vòng bên đó đi. Vòng ngược lại, cái đó vòng ngược lại. Mình thì mới cầm máy cả nhà ơi. Nên là chắc có lẽ là không có nhậu. Cảnh đi. Ăn cơm rồi. Hai cái một cái dĩa nước ơi. Dĩa đựng xương rồi sao ơi. Phố ơi em để tự nhiên đi phố ơi rồi là em ngồi xuống em ăn luôn chứ để lát nữa em đi về đối với anh đi đổi đường. Trời nó ba mặt quá. Còn ba mặt bắt cá ra nữa mà. Anh em mình sẽ tính. Rồi. Bắt cá. Cái lóc với cái còn cái đó cái mẹ cũng được đó. Đây chuyển cái ly cho ý nói là bà không ăn một mình bà ba ngán, bà không cá nó ngon quá bây giờ lại nói nó được. Trời ơi vẫn nói chuyện kỳ dạ. Quá. Bữa nay có lượng có linh không? Nói qua ha. Nay có lượng có linh không? Có được mấy con đâu. Con gà con cho hả? Linh con nè. Anh Tư đi mình đi mua mình anh Tư hả anh Tư? Mời không nhé. Đây mình đã tôi. Vâng ha. Vâng dẹp cái quạt anh Phương xích cho ngoài xíu nữa thì thêm được hai cái quạt ra ngoài đi. Lấy quạt ngoài đi. Xíu quay mập. Xíu quạt không ấm. Phan bơi từ từ đi bơi. Ở dưới hầm mới lên nó lạnh chết. Rồi. Trời ơi anh làm một hồi tôi đi về bây giờ nó lạnh tôi tiễn nổi cái gì. Xin lỗi cháu, dẹp qua cháu. Ba thì không đây Mỹ dạ, ổng là nó được rồi, đây Mỹ. Sao thôi? Đó xếp vô. Bây giờ cái đó xếp vô chút xíu nữa coi. Bây giờ cái đó để lên cái nắp cái tủ ấy coi. Đúng rồi. Ba mới vô. Dạ, lo để lên cái nắp tủ đó đi. Rồi. Vô Mỹ ơi. Rồi chứ mà. Đúng rồi. Muốn vòng mà. Rồi có vô tập trung luôn chứ. Gan luôn đi cân, gan luôn đi cân, gan luôn đi. Gan luôn đi. Qua nè thưa bà. Bước đi. Mày ơi. Dạ con có cá mỡ không vậy? Dạ. Con chân chiên. Chứ con lấy cho cậu và ba cái lưỡi ra qua để cho hả? Cậu. Hả? Anh ăn cái gì? Cho mày quét thôi cậu.
gọi nè, má heo nè, vợ heo nè. Phải không? Này có cái này, có lên. Đây cho tao coi. Mấy người xương nha. Muốn chạm một hôi nè. Ừ, chạm một hôi. Đâu có ly. Mở đi, quản đi Phú ơi. Làm mấy ly sao nữa mới sức hôi rồi. Thôi. Vô nghe không phải? Vô chưa? Em uống rồi, chuyển quạt. Sao? Chuyển quạt vô đây nè. Vô tính. Dâm đó. Quạt dễ chứ dâm đó. Tính. Hả? Xe lắm. Mấy quạt. Dâm vậy đó hả? Đúng rồi. Chắc là đưa không chú. Chim mấy quạt. Thôi. Chặn nó chặn nhắm luôn. Mấy cái dầu cho. Bắt hai cái. Bắt lại luôn ăn luôn. Có thể là thằng con nào không? Không bắt ngu gì thả. Đâu bắt ăn không đủ ăn luôn. Mười mai mốt còn đấy. Để cái đầu. Hả? Thì đây nè, có gì anh ấy tôi gấp cho. Ừ, đầu bé. Tôi gấp cho anh. Chút để ăn hết nước thì đánh cái đầu. Gấp cho chú ơi. Ừ. Gấp nha. Chú ơi. Nè, mày nè. Đây nè, chú ơi. Chú ơi. Chú ơi, chú ơi. Chú ơi, chú ơi. Chú ơi, gặp bên dưới rồi. Ờ, từ trên nước. Mà ngầu trong bàn lên xong rồi bóng nhiều vậy. Vô. Thôi, vậy được rồi. Vô. Ông kia cũng từ nữa. Từ đó là từ Cần Thơ. Cái này đơn giản. Này 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 nó đăng cái phim nó đưa lên trên mạng đó là trời ơi đừng có quay mày ra đi mày tao coi chảy đầu rồi sao nó đã nói chuồng nó nữa đúng rồi nó đăng cái phim để mất cấp gì vậy nè thấu quay mà nói trời nó phải lát cái chỗ mà cái bữa đi tính lỗ gì nó hơi căng cái đuôi thế không có tay được cái đâu từ gấp các gì gấp chân mới không phải bao lợi nguy hiểm mà béo à anh gì đó anh đi anh đem mình nha giờ ba con được quá trời hả ba con được quá bây giờ không thấy chú bắt lên nào cái gì cá về nó đâu bự đấy cái này cũng ký mấy anh nè đâu dữ á trời lọc ký hai á mày nửa ký luôn nó nặng ơi nó nặng như cục sắt vậy đó không tới ký đâu anh biết cái tầng gì không hả anh biết nó cân miệng anh em anh đây lâu quá rồi nó cân bằng miệng cho nên nó nói nhiều không được nó cân miệng là mấy ông già nói mấy ông già nói không đâu có cái cân nào mà đúng bằng cái miếng câu hết chẳng hạn thôi rồi bữa câu cá nói kia hay đúng rồi chứ nói chính xác đâu ai chạy đâu cái rồi được cái chỉ có mấy thằng đi câu là nó cân cá là chính xác nhất tự chạy luôn ha. Không mà đưa mày được cái gì mà. Đi nữ không câu lai làm chiến đấu. Anh này lính đâu tiêu chạy. Qua đây. Thỉnh đâu tiêu luôn chạy. Ờ anh Thỉnh rồi. Tắm rửa chạy vô có kiểu lấy ly phải không? Vô tới kìa, mới vừa nhắc. Rồi. Nó sao lâu vậy? Mình hả? Sao hồi nãy mắc cái gì không dọn ngoài đó mà dọn đây ta? Thôi bây giờ tôi mới tôi ăn dọn rồi. Mưa rồi. Đúng rồi. Mưa. Mưa nhiều. Mưa. Đó, đi ra. Mỗi người mỗi ly nè. Chắc không đủ rồi, không đủ rồi. Không có bây giờ nói chung là bây giờ mình chia phe ra bên đó. Không có xe tự dính mà đâu không đưa ra hùng cường nhìn nó tới buông chạy mới ghép rồi bây giờ nè bây giờ cậu đâu có làm việc làm gì nữa đâu bây giờ cậu đi chơi đi cậu trả cậu về ổ ra hả em ra cho cậu chứ em không có muốn em ngồi đây đâu được thử cái mùi mấy ơi cay á thử mùi là cay hả mấy ơi hả cay à cay rồi chưa có ổ kia không vậy uống đi nào chưa bắt cái quầy này quầy tiếng hồ hả đâu đâu đó để đem tiếng xương rồi xong ai lấy cốt về thì gấp dễ dễ cái lấy cốt này cái đi cái mình vô mình lấy cát hoặc lạc cái thêm mặn lắm đầu cái hát ngon quá rồi quá trời béo rồi nói gì nè em kêu thả không mà sao được không quá mày
Ê, hồi nãy quay rồi còn thấy cái anh Long Thiên, bây giờ anh Long Thiên anh đi mất rồi, còn cái anh Cần Thơ không rồi làm sao? Long Thiên tài xế. Lâu nước đó nghe anh đâu? Đi, để uống lắm. Anh đó, anh đi thì tháng là phải anh phải cho, anh cho lính theo. Bữa là cái ngày bữa mốt tôi xuống dưới cho Cần Thơ. Cái gì cái gì còn lính theo mà nhắc nháy dữ. Anh đi anh không cho lính theo, đi chân đi của mình. Bữa nay nó có anh kiếm ai mà ở gần bệnh viện mà chết không? Qua đây nhậu cái này vô không? Nó vô cho mày mới vô. Ai ngon hả? Dạ. Rồi chúc mừng cái máy đó quay cho đừng có tiếng. Cái chén nó quay vậy, cái máy hả? Dạ. Quay, lên cái hai thằng uống chung lên. Rồi rồi, cắt cắt cái gì nó đó Phương. Ừ, quan trọng là cái chân chỗ rồi heo hai câu trắng rồi mọi người sáng cực dữ lắm luôn đó mày. Cái này bây giờ là bây giờ bút vào bình tô luôn đi. Sao cái bưng vào đây bút luôn nè nè. Cái đầu hả con em? Nút bình tô đi, bệnh là không có ăn gì hết. Ngồi sáng mọi cực thánh thần luôn á. Chứ đâu có cạo sẵn. Sao ơi? Thằng nó cạo rồi mà Phương nó vô nó bắt nhổ mày. Thành thành để anh được rồi. Tao sao được nhổ lại nữa con? Cái chân nó nhổ, nó bắt cậu nó nhổ không mà nó ở trên giường giữa đó ngồi. Chứ phải nói ha. Được cậu Long là mừng rồi đó. Chứ mà vậy đừng có than vãn. Nó kêu cậu xuống với cậu nhổ. Đó, cậu Long sạch dữ lắm luôn. Thì không có mua được cậu Long là mừng đó chứ đừng có than vãn. Trời ơi có người ta kiếm cậu muốn chết cậu không được. Không, nhưng mà chiến sao nữa thiệt anh là chiến sao tôi lên tôi đầu khai bác sĩ mà tôi nhổ tôi kêu cậu Long có được không? Mượn cái kiến mà dầm thấy lông nè. Hồi sáng mượn kiến dầm thấy lông à. Không có kiến dầm thấy không có lông. Cái kiến này, cái kiến này nhìn cái chỗ năm lớp lớp giải không có đâu. Mai hôm tôi cho mượn này. Chỗ hai lớp là được rồi. Chỗ như năm lớp. Chỗ năm lớp rồi. Xin bây giờ. Không mà kiến nó chừng nào hết đi Vũng Tàu anh ơi. Chỗ hai lớp. Anh chuyện qua bên chị Quyên nè. À, đúng rồi đó. Đó để bạn đi, đúng rồi. Ồ, quá ngon luôn. Cái đuôi đó mới được đó. Đâu có nó bị lớn đó. Chanh vô, chanh vô. Bác á. Vậy? Mời bác hả? Cho lan cát hay thôi. Con Nam. Chanh. Cậu đưa cái chỗ cậu đây con để cái đuôi vô cái nữa. Cái gì? Thôi được rồi, từ từ. Ông để đi. Thôi đưa đi nó đưa. Để đang ăn nóng mà. Nhưng mà cái hoa một đuôi nó ngon lắm. Mình nhất chị xui chị cái đuôi cá đó để cái đuôi đó là thật hết mai con nữa không hả hai con hả được rồi nhất chị xui được gì được cái con lấy cái đầm hay đấy dạ tôi nói đúng không đúng không hả à vô nè vô bạn ơi đâu có gì nói đây chịu bình tĩnh nó tới chiều nay mình cái nhà biết biết không còn cái đầu cái ép nhất chị xui đó nha vậy cái đuôi cá nghe đúng á đã chạy đóng mà con năm ơi đóng mà vậy là nay muốn mình đó cái đuôi cá con cá hả thấy chưa mày có cái đuôi này đây này đây cái đuôi là đây cái đuôi này không có cái đuôi này chứ phải đây mày gặp cái đuôi là cái động cá cóc rồi đưa cái tay cái giùm luôn đưa cái tôi cái giùm luôn để từ từ tôi móc cái này cho cậu cái đỡ đưa tôi mà nay múc cái đuôi con cá thôi hả để múc cái đuôi giống mấy cái đuôi hai cái đuôi là vừa luôn rồi vừa hết luôn đó ừ mà mày cho nó thiếu thiếu đừng cho nó dư cái này nè không cái này đúng cái này đâu nè ai còn hai cái đuôi luôn hả mình tính ấy mà để được nó thằng đó nó chỉ đúng trong hai chữ sai mày ăn nổi không ăn kéo cá lần ngon con cầu ăn đứng ngoài có yếm nói ai mày nhà mày có biết lỗ có biết ra có biết ra ừ cậu mình mà chiều nay ta bắt hai con đó này giật chứ cái chỗ thợ hồ bữa nữa
cậu với cậu mới lên rồi sao hôm 19 giờ hôm mới vậy đó nó chắc nó đã lên cái gì nào quên cắt bánh luôn đi luôn cái gì rồi thì mấy cái cậu bánh luôn cái gì tao há hổ cái mình lấy ông bơm cái đạn mà đựng cái tượng nó không được không có không được lao như tư cái chỗ nào có biết chỗ nào lên luôn không biết chỗ nào cái chống lụm à chống lụm Ủa ơi, bây giờ đề nghị cái mặt cái chỗ quay phim nó mặt cười cười tươi tươi chút bây giờ mặt quay phim gì là không thấy nữa cậu vô hẳn vô cái chợ cá nó bán nguyên một ngày là cái nào có chừng là không phải nó bỏ mua chi của nó bán khác à không biết rồi có thì cứ bỏ vô cái bọc rồi nè cái bọc mình nó có đó là đồng nông có đứa lấy cái bọc này nè để nó vô nè để vô cái bao vậy mới uống được 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 ra ngoài nó bơm luôn ra ngoài nó bơm cho bây giờ không để bao ra tới ngoài chứ thôi lạc không có ra ấy là cũng nó nói còn nấu cháo là mình nấu đi nấu cháo là mình nấu cái gì biết không nấu cái dồi chiên cái dồi chiên nó cháo mới ngon được không giờ chuyện đổi chuyện bây giờ đổi hai ra đây nè có sao đâu sao sao sáu mười sáu rồi sáu mười sáu là tuổi tý không ta dính là chắc tức tuổi tức dính mặt hả rồi lớn hơn dính cái mặt mà có dính à má góc nhà nó biết nhỏ mình đó mấy nhỏ mình đó mấy nhỏ mình đó vậy là dính đó mấy cái gì đó dính cái ho nè hai bệnh nó mới muốn liền mày hai bệnh thì ngon em thì hai đứa cháu nội rồi con nếu con cá hô mà có gì thì có biểu hiện thì hậu cá hô đang còn cá hô là hàm nhỏ đâu mới có mấy con mày thấy cái thằng chết hết mấy con mà không chết hai con đã là hình như là khoảng 17 con đầu nữa nè không cái chài còn đang còn giờ cái chài lớn tí cỏ là bây giờ cái vùng này cái xe còn không còn làm rồi hôm rồi cả chạy được ba con bốn con cái con cấp hai chắc không còn ha cấp hai không biết không sắp để có kìa nhưng mà không còn cá heo cấp hai giọng tiêu luôn con cấp hai là nó như con cá rồi sắp có cổng con kìa nhỏ không cái lại mà ăn hay cái ăn đồ ạ nhưng mà con làm gì nó đi mày lại mày gan vậy nè trời ơi nó là con rồi con mà con hay ăn đâu nhậu đâu nói gì kìa như là con mua cái lạc mua nước sông mà con mua làm khô không biết đâu 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 trong cái chơi cái bị lỗ kích nó phải được từng lấy à xong mấy ngày sau cái không có nữa cái gì cái phai á đầu cái con ngọt cái nè không 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 phải cái ruột
Ông ơi, ông ơi, nó yếu đâu. Riêng anh nói với mọi người chuyển trạng thái rồi đó. Dạ. Nhưng mà mày xếp hai bộ đồ đi. Chiều nay tôi chuyển cho chúng đi. Anh biết không? Là cái đó. Tôi đưa tao đào tạo thêm mọi thương. Đấy. Tốt. Mày cho đặt nó xuống dưới cần thang anh đào tạo thêm cho nó. Nó bây giờ đi gạch giá mà gặm dương á chứ cũng khỏi giờ pháp sớm. Nói chung là gạch giá kiên giang thì tao đưa dưới đó phá mộc. Dạ bạn con. Mẹ hả? Dạ bạn mày sẽ bán giống mày chứ nghe. Không nói chuyện mà làm ai cho mày làm. Ta trong đây con. Mày không nói chuyện mà mày làm ai cho mày làm. Người ta nói cái nó làm tiền cái kinh nghiệm của bạn mình cho bảo nữa. Cái nó là tài chất. Mình đó. Mày chưa có làm. Cái mà không nói mà làm nữa là cái khung tối thiểu nhất nói, là 5 năm. Phải vậy là cậu ơi. Cái khung tối thiểu là 5 năm đó. Mà vừa nói vừa làm nữa là khác. Nó đây. Cậu cái khung nó cao lắm nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không ăn nữa. Dạ, dạ, còn nói ở đây mà không làm là cái đó mới là cái tội cho nó. Nhiều khi con đi xa hấp gà con cứ cả nhà cũng sợ lắm. Thái nào? Nhiều mà phải thử. Cái gì của mình là của mình nè con ơi. Mà con sợ lắm á. Mấy lồ vô sợ lắm. Một bà chú khách đầu ra tới đây chứ mày. Đừng quên rồi cái khánh bữa này. Án ánh đèn nó chơi luôn. Dạ không phải giờ chưa nấu. Rồi bóp vú lại chém đầu. Ai chốt nha. Bên đèn có ai mà làm liền vậy. Có ai. Bộ hay làm vậy lắm hả? Đúng rồi, để bị Phương bắt bài là chết chắc. Không, nhiều khi có cái tật. Không, thấy qua là mất bài luôn kìa. Không có để dành Phương bắt bài rồi tiêu rồi. Vô. Ủa thầy. Vô gì, vô uống rồi. Như hết bên này uống rồi. Uống hết rồi. Xuống chưa? Dạ xuống hả? Tấy cầm ly rượu biết xuống rồi. Xuống rồi. Xuống rồi. Không nhưng mà ai giờ nãy là em hù là chổng đầu bây giờ mấy ngày nữa đó trời ơi sao cũng sao hút chừa nó lại cho nó biết nhiều quá muốn ăn gì đó ăn mày vô mấy con bây giờ sớm rồi em ba ba chưa vợ nữa tại cho mày không biết cua gái rồi ai cái gì mà ăn hoài vậy vô cái nè cái dẹp trời tôi tưởng là mình mời tôi chán với ai biết mày đi đi rồi mà cậu mời với cả nhà hồi nãy mấy ly nhiều lắm mình có phút với vô anh vô vợ ơi vô tao luôn vô anh sáng ăn kia tôi ăn mì tôi ăn mì giờ tôi nhậu đâu ngon bây giờ nhậu mới ngon nè nói là ngon ăn cho còn đó nhậu ngon mà nó màu xỉn mày tôi nhậu cái tao tự con nghe ra tôi không ngờ là tao thấy tôi bên này thấy ông già mày còn đẹp trai cái thượng này hả cái thượng đó không không được đâu là cái gì cũng được mình nó chín rồi giờ không có gì em đi chơi với ông ai được phải ngửa khi ngửa khi phải thôi không phải ghế chín rồi đó không được bắt đầu coi mấy giờ lận mẹ về đó từ bả ba giờ mới một giờ không mà chị hai về thì chị hai điện mình cái gì đâu mà chị không có còn bắt cá bắt cổ rồi chị hai điện thì mình vô bắt cá ủa nó cái gì mới giờ coi chứ tại sao đâu sao chị đã bắt lên mẹ ba giờ về mặn gì mặn ra sao vô thủng đá cho mẹ luôn mà thủng đá có nghĩa là mặn xong bỏ thủng đá nữa không không mặn chứ không mặn bắt bơ có đi luôn không bả về tao đông đá hả bỏ vô thùng bút đông đá có một lần cái mầm đông đá không không bả còn 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 cái về sẽ không bả hả kêu nói bả nữa về cái về bả kêu trái bả bộ nó mềm cái cái một bụng đồ riêng của bả phải không ngon hồi là mình bắt cá là mình cá giò nào mình đem mình để lại được không ơi hồi bắt cá là cá giò nào mình đem mình để lại còn mấy là mình đem mình đắng hết luôn nha thả hết luôn đúng rồi tối nay dính lưới chết chưa hả tại năm ngoái bị rồi bây giờ mày còn gặp ở dưới đó nữa hả đó thôi con nào mình ăn mình tiễn chọn lại rồi không mày tao thấy là không hình như không ăn cá giò hay lắm ăn cá kia thôi ăn cá ép ha tao đi qua đây là tụi bay lo cái bây giờ mày còn gặp ở dưới đó má còn là chắc con nghĩ còn có cái bữa này hình như con thấy là còn con hay con gì hết rồi cái giờ đâu hả mày biết rồi còn dữ lắm từng sao vậy
mà có ba con cá phi em nói anh hết biết nói trong lời cũng không gấp đâu. Còn tư với cậu cá phi ai bắt nó tôi chưa gì á chú bảy sáng chú bảy về đó đúng rồi năm giờ mẹ con cá phi con cái bé anh ơi chú bảy về sáng chú kêu hai chú bé về vô tư đi rồi có ông lắm sáng nãy gì sáng cái gì mời cậu không à? Sáng nay gì sáng cho cá nha. Sáng nay bắt cá tư đi quý. Dạ. Rồi chờ chú Bảy mai về đó. Mai vô hộ em á. Đây nè, đăng ký là không mà chị hứa chứ cưng chị giữ lại, hai đứa cưng không giữ lại chị nha. Tại thẩm ra. Chú Bảy, mai chiều mới về không? Nó nói là không. Bữa nó còn xuống không tôi. Không. Đây. Cho anh Phương biết clip này đây. Em sẽ đăng lên. Cái nào ở đâu? Đây. Cả tiếng cho em hồn cái nhà ơi. Hôm nay quá trời đông vui rồi. Thôi thì cũng xin hẹn lại cả nhà trong clip sau nha. Chào ba, gặp lại. Chào cả nhà.